Vâng, xin chào mừng anh em đã đến với map thiếu thứ ba, trận thi đấu giữa Na'Vi cùng đó là Gambit trong khuôn khổ giải đấu ESL Pro League Season 13. Và có thể nói rằng là trận thi đấu này đến với map thứ ba nó cũng là một điều hợp lý thôi đúng không? Một trận đấu mà rất căng thẳng. Siro và Simple, một cuộc đối đầu mà cũng rất là nhiều người mong chờ, và ở cái map thứ ba này thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ còn nóng hơn nữa. Chính xác như vậy. Ở map thi đấu thứ nhất, map pick của bên phía Gambit thì Na'Vi đã có một chiến thắng chật vật. Và ở map thi đấu thứ hai, Na'Vi pick thì Na'Vi lại để cho Gambit comeback và mọi thứ sẽ được giải quyết ở map thi đấu thứ ba này, map thi đấu The Overpass Pass. Và Na'Vi họ là đội chém giao thắng nên họ sẽ xuất phát thông minh. Chọn xuất phát thông minh ở bên phía Cityside trước Boomich được drop cho một khẩu CZ75. Electronic cùng với Perfecto sẽ là hai người lên bom. Còn bên phía của Gambit thì Nafandi là người lên bom, drop cho một khẩu P250 dành cho Zero. Nào, Boomich đang áp sát rất gần rồi. Với khẩu CZ này, ngay lập tức đã có mảng của Asai và đem về cái lợi thế hơn người cho bên phía Na'Vi. Tiếp tục em trong connector, toàn là những góc gần và có lợi khẩu CZ thôi. Những Hobbit bắn hay quá. Vâng, ở giải đấu này thì Hobbit vẫn đang bắn nhau, có thể nói là rất cháy. Nó rất không đúng với cái độ tuổi CS của Hobbit. Thật sự CS là một player có thể nói là cũng kỳ cựu rồi. Đúng vậy. Cũng lâu năm rồi, nhưng mà không hiểu sao dạo gần đây Hobbit bắn nhau cực chiến. Hobbit nếu có nhớ không nhầm thì năm nay đã 26 tuổi và đã từng vô địch một cái major cùng với cả đội hình bên phía Gambit. Đợt đó vẫn còn Captain Zerg nha. Và để xem nào, 4v4 thì liệu 4 player bên phía của Gambit họ sẽ triển khai cái pistol round này như thế nào đây. Gambit họ còn một smoke và một flash mà thôi. Beat ở đây góc kề là đẹp, nhưng đó là Hobbit không được rồi. Beat lộ vị trí và không thể làm thêm cho mình cái mạng thứ hai. Smoke được trả ra để che đi Heaven. Perfecto thì chắc chắn là sẽ phải đổi thôi. Vậy cùng xem quả nết này nào, quả nết khá là chuẩn với timing. Navani đang ngắc ngoài. Bây giờ thì Simple đẩy ra bắn nhau luôn. Rất bình tĩnh nhưng Simple nhưng chưa có được cái mạng nào dành cho anh chàng này hết. Tiếp tục đẩy lên. Intern đổi một. Không đổi hai đứa không đây. Không được rồi. Đó là Perfecto và Electronic đưa tình huống về là 1v2. Nhưng vấn đề bây giờ Siro có một khẩu P250. Và hai người Perfecto và Electronic đều đang không phải là quá khỏe đâu. Đúng vậy, và Siro thậm chí còn có ra trong tình huống này nữa. Phở gỡ fake đến từ Electronic và Siro vẫn chưa bắt được ai cả, chỉ còn đó cho mình là 5 máu, một người gỡ, một người kề. Thì đó là round thắng đầu tiên dành cho bên phía của Na'Vi. 1-0 rồi. Và bên phía Gambit với việc họ đặt được bom thì chắc chắn họ sẽ cố gắng force buy luôn trong round thi đấu này thôi. Hơi khó cho Siro, vậy là anh ấy đã quyết định là với 5 máu còn lại thì thôi giữ lại cái giáp. Thì round sau, với việc đặt được C4 thì các thành viên Gambit vẫn bài. Đây, chúng ta có thể thấy họ mua 3 khẩu Galil rồi. Siro sẽ có AK. Về mặt súng ống thì không hề thua thiệt, và thậm chí có thể nói là nhỉnh hơn các thành viên Na'Vi một chút nha. Về hỏa lực khi mà họ có rất nhiều rifle. Còn bên phía Na'Vi thì đang phải, họ đã có 2 khẩu MP9 trong đó Perfecto và Boomich. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có rất nhiều góc để tận dụng được 2 khẩu MP9 này. Nhưng vấn đề là Gambit họ đang rất yếu lịu. Họ chỉ còn lại một quả smoke và một quả lửa nữa thôi. Có lẽ vẫn sẽ là một quả smoke che Heaven và một tình huống tràn B. Nhưng tràn B chỉ với một quả flat thì liệu có đủ hay không? Khi mà Na'Vi thì đang có hai người ở bom side B và một cái setup đứng góc là khá là dễ dàng để hỗ trợ cho nhau rồi. Thêm người Electronic cũng đang back về nữa. Nào, 3B đang là rất chắc rồi. Và bây giờ để xem là 4 khẩu Galil trong tay góc player bên phía Gambit có làm được gì hay không đây. Electronic vẫn căn tham mình ném quả lửa này ra. Và đây sẽ quả lửa clear hoàn toàn khu vực. Không ở khu vực B-shot nhà, nhưng Boomich đẩy ra bắn nhau và Oxide mới là người có mạng. Lợi thế hơn người đã có dành cho Gambit rồi. Vẫn muốn tanh vào bom side B luôn. Bom side B đã còn đó là 3 người cơ. Bắt đầu nhảy vào nào. Electronic đã có một góc kê đẹp. Và quả nết này cấu đi được nửa máu của Mr. Zero. Bắn nhau xảy ra. Na'Vi có một Electronic đổi được mạng Na'Vi trước khi phải nằm xuống bởi Oxide. 4v2. Rất nhiều lợi thế cho Gambit. Beat đã cố gắng bắn cover cho Perfecto khu vực Heaven này. Vâng, vẫn là khó cho Na'Vi khi họ chỉ còn lại hai người. Tuy nhiên thì vẫn có cơ hội khi mà Gambit cũng không phải là quá khỏe với The Zero và Asai. Và ở đây Perfecto di chuyển là rất khó chịu và cứ lòng vòng ở Water này thôi. Nhưng đây là một tiếng double pick chính xác. Beat còn 8 HP thì là no hope. Và đây chúng ta có thể thấy cái khẩu AK duy nhất của Gambit trong tay của Asai nó đã phát huy được hiệu quả. Thậm chí rất là trong tay Zero. Nhưng mà
Nói chung là cả Siro và Osai thì đều có mạng. Đấy, nó lại là như thế cơ. Đúng vậy, Osai đã hoàn thành không, cho mình cái triple kill. Không, Siro có mạng đâu, chết rồi, nhầm rồi, lú quá rồi, xin lỗi anh em. Vâng, hoàn thành cho mình cái triple kill và mang về round thắng đầu tiên cho Gambit. Navi sau khi họ có được pistol round nhưng mà thua cái round 2 nhà thì cái lượng kinh tế của họ sẽ cực kỳ thảm hại. Nhìn mà xem, họ chỉ có những khẩu lục mà thôi. Simple thì sang chảnh lắm, được gọi là khẩu scout với cái giáp 1. Mà có vẻ như team Navi chủ động hoàn toàn bỏ khu vực B shot cho bên phía Gambit rồi. Làm sao mà dám ra chiếm shot được khi mà Navi khẩu lục này thôi. Bây giờ thì chỉ có mong chờ một sai lầm gì đó tới từ Gambit. Nhưng với cái lượng súng nó vượt trội hơn như này thì cũng rất khó để Gambit có thể thua. Trừ khi là một ai đó của Navi tỏa sáng. Hobbit đang bỏ vào rất tự tin của Galil trên tay. Bên phía của Navi bách thêm về gần như là 4 người ở bom side B rồi. Bây giờ thì bom B kết thúc đi được ở side. Tiếp tục đẩy được bắn nhau. Vũ Minh làm nơi của Vena 10. Có chiếm được kia không? Bắn nhau được thêm một người, đưa về cái lợi thế người cho bên phía Navi. Nhưng bây giờ Siro và Hobbit bắt đầu đẩy vào. Nào, hơi khó rồi, Hobbit làm cho mình một cái double kill rất đơn giản mà thôi. Electronic một mạng này, hai mạng để không nào, một về một và Big kết thúc đi Zero. 2-1 dành cho bên phía Navi khi mà bách về đến 5 người ở bom sai B rồi. Mặt bài cực kỳ chuẩn xác đến từ bên phía Navi và họ vừa chiến thắng một round thì đều force bài nhà. Bên phía Gambit họ mắc rất nhiều sai lầm. Bumit đẩy ra B-shot và làm hai cái mặt. Cực kỳ nhiều lợi thế cho Navi trong round thi đấu vừa rồi. Và bây giờ thì lại đến lượt bên phía Gambit Esports, họ yếu tiền. Hobbit đang có khẩu SG-553, còn lại thì cũng chỉ là hai khẩu rifle trên tay của Siro cũng như là Navani mà thôi. Navi Esports với việc họ ăn được round thi đấu vừa rồi, lượng súng ống chắc chắn là sẽ nhỉnh hơn bên phía Gambit rồi. Đang có đến 3 khẩu rifle và vẫn là hai khẩu MP9. Nó không khác gì round thi đấu thứ hai này cả. Và bên phía Navi họ có đủ lượng bom mìn để tự tin hơn. Và Gambit vẫn là bom sai B ư? Đang hầu đến 3 người ở B shot và 2 người ở B long. Liệu có muốn vào B lần nữa hay không đây? Nếu vào B thì khả năng cao bên phía của Gambit vẫn phải gặp 4 người của Navi nha. Navi đang bắn rất chắc bom sai B trong cái map thi đấu này. Và thậm chí là họ lùi rất sâu, nhưng ở đây Navani đã bắt được Perfecto. Bên này cũng bút ngược lại. Và ngay lập tức cái lên chiến đích đổi mạng của Navani luôn. Tiếp tục ở sai phi vào nhưng với khẩu DE này là hơi khó. Và vẫn còn lại Intern, Siro cùng với đó là Hobbit. Và ba khẩu súng to thì lại ở ngoài. Tạm thời thì họ đang hơi thiếu thông tin. Và họ đang chơi kiểu án binh bất động ư? Để cho Navi phải tự bách thêm người về A rồi mới bắt đầu đánh về bom sai B. Chứ bây giờ mà Gambit về A thì nó lại là hơi muộn màng mất rồi. Lượng smoke là đủ để có thể ném vào, nhưng cũng không tội gì phải rút dây động rừng cả. Mà đó là quyết định bỏ chay từ Hobbit. Nào, bây giờ thì sao đây, Hobbit đã vào được tới nơi mà chưa hề bị lộ một chút nào cả. Không biết là đã lộ tiếng hay chưa. Đây rồi, tiếng bắt đầu được lộ ra. Có Bumic ở nước với khẩu phà mát hoàn toàn có thể đổi mạng được. Nhưng bây giờ thì Hobbit đẩy ra bắn nhau luôn. Nhưng Bumic kết thúc thì Hobbit rồi và Bumic vẫn còn sống. Ai biết, 4 là quá khó cho bên phía Gambit. Ít nhất thì họ cũng đã đạt được C4 rồi. Nhưng round đằng sau thì có lẽ là vẫn sẽ phải chơi với lục và giáp tới từ Gambit thôi. Đúng vậy, nên chơi an toàn đến từ bên phía ở Gambit. Nãy giờ thì họ force buy quá nhiều rồi. Và bên phía Navi đã có round thắng thi đấu thứ 3. Và quan trọng hơn là Simple đã có mạng đầu tiên sau 4 round thi đấu rồi. Có vẻ như là ngày thi đấu hôm nay không phải là một ngày thi đấu của Simple. Khi kết thúc hai map thi đấu kia thì KD của Simple vẫn đang là âm 5. Người gánh kèo của bên phía Navi lại là cái tên Electronic cùng với cả Bumit Marker. Perfecto vẫn rất là thọt hai map thi đấu và có tổng frag là âm 25. Ở bên phía thì Gambit thì người gánh kèo 1 nó là Hobbit Major Winner. Và gánh kèo 2 chính là Mr. Zero đây. Cũng mới chỉ gọi là qua được 4 đến 5 round đấu cho nên là cũng chưa thể nói được gì quá nhiều. Anh vẫn nhớ là có những trận đấu mà một ông thì khoảng 8 round đầu tiên là chết chay. Xong rồi kết thúc trận đấu thì Caria đứng thứ 2 của map thi đấu của cả trận đấy luôn. Thì như là JKS thì phải, nó không nhầm trong một trận đấu nào đấy của Complex City. Nhưng mà mới qua một vài round đầu thì chưa thể nói được gì quá nhiều cả. Chỉ là một chút lợi thế từ đầu thì đang được dành cho Navi thôi. Khoảng cách 2 round nó vẫn đang khá là mong manh. Và biết đâu đấy, round đấu này Gambit đổi phong thủy đánh lên bom sai A nó lại là được nha. Simple với khẩu SG này, nó vẫn đang ẩn chứa hơi nhiều những cái biến số. Vâng, để xem bên phía Gambit làm được gì không đây. Khi mà đây round thi đấu mà không ai có giáp cả, những khẩu SG
vẫn là 100% xuyên giáp mà thôi. Nếu như bắn vào người thì cái lượng đam nhận vào bên phía T-side nó vẫn thế. Và quả nết này của Sipo kéo được rất nhiều máu Inter. Để xem bên phía Gambit Esports họ vào bom say A như thế nào đây. Sipo thấy rồi. Và bây giờ sấy, Sipo sấy hơi lỗi. Khẩu scout cho tài Siro đã tác trúng vào người của Sipo. Bây giờ cần thêm sự backup đến từ các thành viên bên phía Navi lên bom say A. Rất nguy hiểm, khẩu scout này sẽ rất quan trọng với các thành viên Gambit. Khi mà chỉ cần tác được người thôi thì những khẩu DE của Gambit chỉ cần một viên là có thể giết được người bên phía Navi. Nhưng bây giờ thì Navi back về 4A rồi. Trời ơi, đội hình là cực kỳ chắc chắn. Và Gambit thì hãy nhìn xem, họ không còn đồ gì để trả ra nữa. Họ bắt buộc phải vào chay. Và bây giờ đi vào chay có gì, Gita chỉ còn 20 giây đây. Khó quá rồi Gambit ơi. Liên tục là các thành viên Gambit phải nằm xuống trước những họng súng của Navi. Và chỉ còn lại một mình Siro cũng sẽ phải chết. Cái mạng duy nhất của Simple là một mạng an ủi dành cho bên phía Gambit. Nhưng 4-1 dành cho Navi rồi. Vâng, 4-1, Navi đã có 4 chiến thắng và Simple cũng chết đủ số round, đó là 5 round. Hơi có vẻ như là Simple vẫn chưa vào tay, vẫn chưa nhập cuộc được trên map thi đấu Overpass này. Map thi đấu vừa rồi, Perfecto bắn cực kỳ cháy đã mang về cho mình cái triple kill. Và đây mới là một ra full buy đầu tiên của bên phía Gambit, bên phía T-side nha. Để xem liệu 5 khẩu AK này có giúp cho sao đỏ vùng CIS giành được cái thắng lợi hay không đây. 5 khẩu AK và lục lựu là đầy đủ. Và đây sẽ là một round mà các thành viên Navi họ thay đổi lối chơi một chút. Lúc nãy thì họ đang lùi rất sâu ở trong hai bom sai, thì bây giờ họ đang đẩy sớm lên để cao hơn một chút để lấy thông tin. Nhưng mà bên phía Gambit thì cũng đang khá là cẩn thận, cũng không quá nhông ở một khu vực nào cảm. Họ đang dàn đều đội hình ra để tránh việc Navi cũng gọi là đẩy láo ở một khu vực nào đó. Và chúng ta đều biết rồi, các team đến từ CS thì họ thường đánh rất chậm rãi mà thôi. Ở đây Navani phát hiện ra được vị trí của Beat, nhưng cũng chỉ là một vài pha trao đổi chiêu thức không quá đau. Cả hai bên vẫn có thể lùi về được an toàn. Hãy chờ xem C4 của Gambit cầm đi đâu đây. Vâng, để xem nào, lượng bom mìn của Gambit không còn quá nhiều, chỉ có một smoke và một lửa trên người ở Hobby thôi. Họ nên đi chung với nhau khi thăm mình chỉ còn đó là 45 giây. Không biết phía ở Navi thì Electronic giữ cho mình quả lửa và Simple với quả nết này. Đây rồi, đục trúng được vị trí của Beat. Và đây giờ thì Beat mới là người có mạng của Navani. Lợi thế hơn người đã có dành cho Navi. Và đốc bỗng chốc thì Gambit trở thành khó, nhưng họ đã muốn phi vào bóng xe B luôn. Boomit lỗi skill. Và đó là double kill dành cho Earthside. Electronic ở khu vực trước bắt được cái đầu Zero rồi, nhưng được mà. Đó là double kill dành cho Electronic. 3v2, lợi thế xoay chiều hoàn toàn khi Hobby bắt được Simple. Vì hai player của bên phía Navi đã yếu máu rồi. Hobby kết thúc nốt Electronic để lại một ping beat. Và đó là triple kill dành cho Hobby. Quá chiến, trời ơi, Hobby bắn chiến quá. Có vẻ như đây lại là một cái dấu hiệu rằng map thiếu này Hobby lại trở về những cái phong độ ngày xưa sao. Tình huống mà tưởng chừng như khó dành cho Gambit, nhưng vẫn là cái lối đánh quen thuộc của các team CS mà thôi. Họ thi đấu ở những cái khoảng thời gian cận kề như này là rất bình tĩnh. Và một round mà Simple với khẩu Edgar cũng đã không thể hiện tốt, ngay lập tức thì cũng phải đổi lên một khẩu ốp thôi. Nhưng mà lượng súng của bên phía Navi thì vẫn đang gặp nguy hiểm khi mà Perfecto phải cầm CZ, Boomix thì là một khẩu MP9. Beat lần này thì đứng ở trong khu vực toilet rồi, nhưng góc kê cương khẩu pha mát này thì nhiều lắm là đổi được một, tôi nghĩ là như vậy. Có lửa vào check và hơi khó cho Beat. Beat không còn đường về. Úi giời ơi, mất khoảng nửa cây, hơn nửa cây liền, gọi Simple ra hộ giá. Nhưng Simple liệu có thể đổi được mạng nào với khẩu ốp này không? Góc kê là rất cương. Vâng, đấy sẽ một góc cương tay cực to đến từ Simple. Và có vẻ như Gambit Esports họ không hề mặn mà khu vực middle khi đang hầu đến 3 người ở khu vực A-Locker. Và đang dồn đến rất gần bom sai A rồi. Simple nên cẩn thận nếu như không muốn rơi khẩu ọp này. Và thậm chí Gambit cũng chỉ còn đó là 33 máu thôi. Sẽ hơi khó để cover cho người anh của mình. Simple sau 6 round thi đấu mới chỉ có một frag, bắt đầu bò vào rồi. Đây là frag thứ hai đến từ Simple. Liệu có frag thứ ba hay không đây? Simple đang bò ra, bắn hơi lôi và sai bắt được biển của một middle rồi. Và Simple cũng không có hai frag. Và Perfecto back được về đến xe, nhưng cũng đó là mạng dành cho Zero. Hơi khó cho các thành viên bên phía Navi rồi. Electronic mọc mid và bắn hơi lỗi. Thậm chí là Boomit còn chết chảy. À không, Boomit vẫn kéo được một, nhưng vẫn là round thứ ba dành cho bên phía Gambit mà thôi. Vâng, và Simple thì tặng nguyên một khẩu ốp cho Siro rồi.
Một tình huống mà simple xoay sở trong bom sai A, thực ra là cũng là hơi khó cho anh chàng này khi mà đứng ở giữa bom sai và flat thì được trả vào liên tục, khiến cho simple không được bắn một cách quá thoải mái. Đổi một có thể nói cũng đã là thành công rồi. Em nghĩ là trong ra thi đấu vừa rồi, góc đứng của simple vẫn đủ đẹp để có thể lùi về CT hoặc Chuck, nhưng mà anh ta lại nhảy thẳng ra và cố gắng tìm thêm frag ở bên phía Gambit. Thế nó mới là simple. Trời thế người ta mới là simple chứ. Một cái lối bắn mà có thể nói là chủ động và hổ báo tới từ simple thì chúng ta quá quen rồi. Nếu mà là Divine thì chắc chắn là nhảy một phát về banh là kê chéo ra thôi, hả? Xong đợi đồng đội về. Nhưng mà không, đây là simple. Và như thế thì chúng ta cũng một phần nào đấy mới tạo nên được những cái cuộc thi đấu nó cực kỳ là kịch tính giữa simple và Zayu. Và bây giờ thì Navani bỏ vào có check kỹ hay không đây? Trốn làm sao được cái ông Beat này. Bắt bài ở bom sai B tới từ Navi nhưng không thành công. Và C4 được đạt được. À, ra đấu này thì 99% nằm vào tay Gambit rồi. Thôi, 100% rồi. Navi không muốn đi cứu bom nữa. Còn Navi họ sẽ muốn bắt súng của bên phía Gambit thôi. Và Navi thực ra thì họ cũng không có gì để xếp cả. Perfecto của Electronic đó là hai khẩu USP không có giáp. Thì em nghĩ rằng nên đẩy đi bắt súng sẽ là hợp lý hơn. Đang bút Simple lên khu vực Heaven rồi. Liệu khẩu Deagle trong tay Simple, à không, chính xác hơn đó là khẩu P250, có bắt được ai hay không đây? 5 player bên phía ở Gambit Esports, họ lùi hoàn toàn về khu vực middle. Và có vẻ như là một round thi đấu thắng cho Gambit. Và chỉ có một mạng phải nằm xuống mà thôi. Rất cẩn thận, một round đấu có thể nói là khá là yên bình. Không có quá nhiều tiếng súng nổ ra. Nhưng mà đang từ 4-1 thì bây giờ Navi để đối phương gỡ 4 đều rồi. Một round có thể nói là bây giờ cũng sẽ hơi nguy hiểm. Với các thành viên Navi, cái một lượng tiền của họ thì đang là hết sạch để mua súng. Một key round. Và nếu như thua round đấu này thì Gambit họ sẽ tạo ra một khoảng cách ít nhất là khoảng 6-4 với các thành viên Navi. Khả năng cao là như vậy. Đúng vậy. Kira dành cho bên phía Navi. Và Boomit cùng với Simple quyết định sẽ là lên giáp 2 và mua súng to. Tức là muốn bắn nhau đến chết chứ không muốn ném một quả bom nào cả. Và Boomit đẩy ra khu vực B-shot thì mất cho mình đó là 66 máu. Hơi khó rồi, còn Simple cũng đã có một góc cương tay to ở khu vực middle này. Để xem liệu Simple có bắt được ai hay không đây. Đẩy vẫn đang là rất cao, tuy nhiên thì Gambit họ đang lùi rất sâu đội hình về và gần như là nhường phần lớn toàn bộ sân cho bên phía Navi. Hãy nhìn cái khoảng di chuyển của Gambit đi, nó đang thật sự là rất hẹp. Nhưng vấn đề ở đây là Simple đang đứng một mình một chỗ và sẽ không có ai đổi mạng cho anh chàng này đâu. Đây rồi, có Beat đã lùi về từ Simple thì cũng nên chơi cẩn thận hơn một chút. Một mạng rồi, không hề có double kill, vẫn là Hobbit mà thôi. Bắt nhau rất kinh đến từ Hobbit. 4v4, ngay lập tức lại có sự thay đổi đội hình tới từ Navi khi mà vị trí của Electronic đã về khu vực bom sai A. Thì ra như vậy, lợi thế là chia đều cho cả hai team, thậm chí là Gambit họ vẫn đang nhỉnh hơn nha, khi mà lượng bom mìn của Navi không còn nhiều. Và bên phía Gambit, hãy nhìn mà xem, Zero cùng với Hobbit vẫn đang còn full bộ bom, sẽ hơi khó cho Navi để bắt bài được Gambit trong round thi đấu này. Và Boomit đã đẩy đến khu vực connector T-side rồi. Và chắc chắn đã nghe thấy tiếng chạy của vị trí Hobbit. Để xem liệu có thằng mình móc máy nào dạy cho Boomit hay không đây. Đang muốn tanh vào bom side B luôn, nhưng quả lửa trả ra là cực kỳ khó chịu. Bắt đầu tanh vào rồi và Boomit móc máy thành công. Offside đổi 2 trong side. Perfecto hàng không được side. Tình huống được đưa về 2v2 nhưng Hobbit cũng còn không quá nhiều máu. Nhưng quả C4 này đang rơi. Thằng mình chỉ còn đó là 5 giây mà thôi. Perfecto đã phải nằm xuống nhưng vẫn không đủ thời gian để Gambit Esports đạt được quả bom này. Pha móc máy cực kỳ chuẩn chỉ đến từ vị trí của Boomit. Và đó là 5-4 dành cho các thành viên của bên phía team Navi. Trận chiến ở khu vực CIS vẫn đang diễn ra, có thể nói rằng cực kỳ căng thẳng. Lượng tiền hiện tại ở các thành viên bên phía team Navi cũng chưa phải là quá nhiều nha, mặc dù họ đã giành được chiến thắng ở trong round thi đấu vừa rồi. Và bài toán kinh tế sẽ là một vấn đề đau đầu dành cho các thành viên của bên phía team Navi ở trong round thi đấu này. Đúng vậy, bài toán kinh tế và ngay lập tức đã có một quyền tactical time out mà thôi. Bây giờ thì bài toán dành cho bên Navi không chỉ là bài toán kinh tế đâu, mà còn làm thế nào để chặn được những đợt tấn công của bên phía Gambit Esports nữa. Ngày thi đấu hôm nay thì Simple có vẻ như vẫn chưa thực sự vào tay khi trải qua 8 round thi đấu. Anh chết đủ 8 lần và mới chỉ có 3 frag mà thôi. Phong độ cũng là điều có thể nói rằng khá là bất ổn trong đội hình của bên phía team Navi. Không chỉ đến từ Simple mà còn rất nhiều người khác.
5-4. Chúng ta hãy nhìn vào cái lượng súng bóng của bên phía Navi đi. Perfecto MP9, Boomish Electronic và thậm chí rằng cả Beat đều lĩnh vực format. Thời gian gần đây thì Beat cũng đã được chuyển sang thi đấu ở map Overpass này thay cho một cái Flamey. Tuy nhiên thì cái màn trình diễn của Beat thực sự chưa phải là quá ấn tượng kể cả trong trận thắng ngày hôm qua. Bây giờ thì Simple bị bắn yếu rồi. Navi đã làm trò này 2 lần. Simple bắt buộc phải sủi mà thôi. Vậy ra thi đấu trước Simple đã có góc cường giống hệt như thế này, và ra thi đấu này Simple quyết định nhường lại khẩu M4 dành cho vị trí của Electronic, sử dụng khẩu Famat sẽ là hợp lý hơn. Và để xem, Gambit họ đã lên được khu vực A-Long rồi, và Beat chết chắc ở khu vực phòng vệ sinh, mạng dành cho Inter. Electronic muốn lắc ra và xoáy hơi lôi đến từ Electronic, chưa có mạng nào của bên phía Gambit phải nằm xuống cả, và Electronic hạ ngục được Zero. Mr. Simple đổi 2 và bom sai A vẫn hoàn toàn đang thủ được đến từ bên phía Navi. Wow, Simple rất tinh, biết rằng đã có người tiếp cận lên trên khu vực A shot. Giờ thì các thành viên của bên phía Navi lại đẩy ra lo một lần nữa, nhưng Simple chưa đoán được đối phương đã ra bên phải. Và Axelé đã kết thúc được vị trí của Simple. Giờ thì Hobbit cũng đã lộ rồi, nhưng quả phát nó vẫn là cực kỳ chuẩn chỉ đến các thành viên của bên phía team Gambit. Bom sai A đã thuộc kiểm soát ở Gambit rồi, và sẽ khó để cho Perfecto có thể retake trong tiểu này với việc không có kit mặc dù full bom. Đúng vậy, để xem quý ngài hoàn hảo retake một PS2 như nào đấy. Nhưng trên tay anh chỉ là một khẩu MP9 full bộ bom thật đấy, nhưng clear thế nào cho đủ góc của cái map thi đấu Overpass này đây, hơi khó rồi. Và hình như là nếu nhớ không nhầm thì có kit của Electronic, à không, chính xác hơn đó vị trí của Boomish ở trong bom sai A. Nhưng Perfecto có vẻ muốn smoke và ngồi gỡ luôn rồi. Pro thì never fake. Và để xem nào, liệu Gambit có spam chết được Perfecto hay không đây. Đây rồi, một đầu dành cho Perfecto. Vẫn còn một người nữa ở khu vực middle. Và xài có vẻ như anh đã ngửi thấy mùi gì đấy, nhưng mà spam thì chưa chuẩn. Và bây giờ thì vẫn là ra thằng thứ 5 dành cho bên phía Gambit Esports mà thôi. Không có kit, rất đáng tiếc là không có kit dành cho vị trí của Perfecto trong tình huống vừa rồi. Và đúng như chúng ta đã dự đoán, bài toán kinh tế sẽ là một vấn đề nan giải dành cho các thành viên của bên phía team Navi họ để thua trong khi round vừa rồi. Thật sự thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái khả năng teamwork của các thành viên bên phía team Gambit, kể cả từ thiếu để long khi mà đã phát hiện ra được vị trí của Electronic, họ vẫn cần phải có một quả flash búp ra, sau đấy là cả thiếu cuối cùng khi mà pick người ở trong side nữa. Và đó chính là lý do mà các thành viên của bên phía team Gambit hiện tại đang được đánh giá cực kỳ cao, ngang hàng với cả Navi luôn. Đây là một trận thi đấu 4 sao để chúng ta tính ở trên HLTV. Chính xác là như vậy rồi, một nội chiến CS. Và hơn thế nữa thì thời gian gần đây Gambit đã có chiến thắng trước Navi ở Katowice, ở một trận khuôn khổ Katowice. Và để xem Navi liệu họ có phục thù được hay không đây. Đang hầu đến 4 người khu vực A-Long đến từ Navi nhà. Dù chỉ là những khẩu lục nhưng 4 họng súng chia vào một người thì cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Boomish đang mang trong mình trọng trách solo B trong ra thi đấu này, và có vẻ như Boomish sẽ phải một mình chống Mafia khi quả C4 được đưa về khu vực Monster. 4 người ở A-Long, quyết định bắt bài dành cho các thành viên của bên phía Navi trong một ra thi đấu Eco, dễ hiểu thôi. Simple, chính xác là Boomish sẽ là người solo ở khu vực bom site B, nhưng thật sự nó không có nhiều cơ hội và Gambit quyết định sẽ chỉ bỏ chay luôn. Vậy là không bút bất kỳ một cái gì cả. Quyết định cũng khá là bất ngờ. Nhưng dù sao thì trong một round thi đấu Eco như thế này thì các thành viên bên phía Gambit cũng sẽ dễ dàng kiếm cho mình một bom sai B mà thôi. Giờ thì câu chuyện sẽ là cái khẩu Mark 10 của Nafani này có đi cày thêm phát để lấy tiền hay không. Và cũng sẽ là một câu chuyện là Vi sẽ gây được bao nhiêu đam lên đội hình của bên phía team Gambit. Mà để xem, hai khẩu USP cùng hai khẩu Deagle về phía Navi, tất cả đều không có giáp. Và Hobbit có thể sẽ là người gặp nguy hiểm khi mà Navi đang hầu đến 4 người ở khu vực T-side nhà. Và anh chàng người Kazakhstan này nên đánh hơi được điều gì đó. Vẫn phải kê rất nhiều hướng đến từ Hobbit, và bây giờ bắt đầu nghe thấy một rồi. Mạng đầu tiên dành cho Hobbit, chưa phải dính máu nào cả. Và bây giờ bắt ra có đấu skill xảy ra, thậm chí là Hobbit cũng đã gọi hội ra đi hốt Eco rồi. Hơi khó để Navi có thể cấu được bất kỳ súng nào của bên phía Gambit. Sẽ cố gắng cấu được súng nào hay súng đấy thôi. Navi cũng không có việc gì phải đẩy ra cả. Đang xếp cái khẩu Eagle này cũng không có tác dụng mấy. Tuy nhiên thì còn hơn là cống mạng cho đối phương. 5-6 và lượng tiền của bên phía team Navi hiện tại vẫn chưa phải là quá nhiều. Boomish sử dụng Famat. Một lần nữa Perfecto phải bắn Famat. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái việc giới hạn khẩu ốp đặt lên trên tay của Simple
nó sẽ khiến cho các thành viên bên phía Na'Vi giảm được rất nhiều sức mạnh, đặc biệt là trong map thi đấu Overpass này. Và một quyết định khá là hay đến từ Chico Simple, không áp súng, bắn Deagle, giữ 1.600 tiền để cho round thi đấu tiếp theo các thành viên bên phía Na'Vi có thể áp ốp. Đúng vậy, và Beat vừa có một tình huống đẩy middle, bắt được mạng Nafani rồi. Sau khi mất khu mid thì Gambit họ quyết định là chuyển hướng đi đến 4 người bom side B, liệu có muốn vai luôn không đây. Axai đã tanh được ra đến khu vực E-Long rồi, và chắc chắn Perfecto nghe được rất nhiều tiếng. Và bây giờ thì Axai mới là người có mạng Electronic đổi mạng cho Perfecto. Tình huống được đưa về là 4v3, nhưng mà Gambit Esports họ đang bị lốc tất cả các vị trí vào rồi. Gambit có smoke để có thể trả vào trong bom. Họ cũng đã có được khu vực B-Shot rồi. Nếu như muốn đặt bom thì vẫn có thể, nhưng nó sẽ là hơi mạo hiểm, đặc biệt khi mà Boomis đã đẩy được xuống nước. Các thành viên của bên phía Gambit sẽ làm gì đây? Boomis đã bò được lên trên khu vực bom side B rồi. Boomis vẫn đang chờ đợi rất kiên nhẫn đến từ vị trí của Boomis. Gambit đang là người yếu hơn về mặt nhân số, và chắc chắn các thành viên bên phía Gambit mới là những người gặp khó hơn. Boomis và Beat đều đã có mạng, và giờ chỉ còn một mình cái tên Shiro thôi. Mặc dù phong độ của Katowice là rất ổn, nhưng vấn đề là 1v4 trong tiếng này đúng là không tưởng. Đúng vậy, hơi khó để 1v4 trong round thi đấu vừa rồi. Và Na'Vi họ đã có chiến thắng thứ 6, cân bằng về tỷ số. Ở mát thi đấu này thì trận đấu vẫn đang rất là căng thẳng khi hai đội giành giật nhau từng round thi đấu một. Và bây giờ thì đến lượt key round dành cho bên phía Gambit chẳng. Và Na'Vi đã có một tình huống bắn tốt đến từ Beat khi ra thi đấu vừa rồi. Beat là người có cho mình cái triple kill, cơ liêu hoàn toàn khu vực middle và biết được thông tin các thành viên bên phía của Gambit đang ở đâu. 6 đều. Và đây chúng ta có thể thấy rằng là Simple đã có thể up được khẩu ốp với việc chỉ sử dụng Deagle ở trong round thi đấu vừa rồi. Rất là lãi dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi. Và giờ đội hình của bên phía team Gambit định làm gì đấy? Ua, đẩy lên trên khu vực Beat rồi, nhưng Beat không biết được người bên trái. Rất nhiều flash được trả ra, cả hai bên đều mù trắng xóa. Nhưng cuối cùng thì Nafani mới là người có mạng của Beat. Và như vậy thì các thành viên bên phía Na'Vi, ua, rất may mắn Electronic đã đổi đến mạng của Nafani để tình huống về là 4v4. Đúng vậy, 4v4 hoặc góc kề của Simple vẫn đang góc kề rất cường nhỉ, nên lùi về chủ động bắn an toàn hơn trong bom xài. Khi mà Gambit lượng bom mìn của họ vẫn còn rất nhiều, còn bên phía Na'Vi thì chỉ còn đó là một quả lửa cũng như là hai quả smoke nữa thôi. Hoàn toàn bỏ khu vực A-Long đến từ bên phía ở Na'Vi. Và Simple nếu như vẫn muốn bắn góc kề này thì phải đổi được ít nhất là một mạng. 4v4 bắt đầu di chuyển lên trên khu vực A-Long. Tiếng nhảy check rất khó chịu dành cho cái tên Hobbit. Simple sẽ lùi về mà thôi. Vẫn đang giữ đội hình 2-2 dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi. Tuy nhiên thì cái quyền kiểm soát ở khu vực bom xe A dành cho Na'Vi không còn là quá nhiều nữa rồi. Họ đang phải lùi rất sâu vào trong khu vực bom xe A. Simple sẽ là người kê long, trong đó Electronic quyết định khá là táo bạo ở đây. Và Electronic đã lộ hay chưa? Có vẻ như Electronic vẫn chưa lộ, nhưng Simple lại phải nằm xuống dưới tay của Shiro. Ở đây sẽ là một bài toán khó dành cho vị trí của Electronic, di chuyển rất thông minh. Electronic có bắt được người ở A-Long hay không đây? Nhưng không rồi, Inter là người kết thúc việc Electronic và chiếm hoàn toàn bom xe A dành cho các thành viên của bên phía Gambit. Có hai player bên phía Na'Vi, Perfecto cùng Boomisuri tay quả bom này như thế nào đây? Khi mà Oxide đã có một góc kề tay to quá đẹp khu vực chắc này. Nếu như đi qua smoke thì hơi khó cho Perfecto, nhưng Perfecto vẫn có mạng giao tình của Boomflag và Boomit. Double kill cho Perfecto, chỉ có một pin Zero đã lộ vị trí. Bên phía ở Na'Vi họ có khi thật đó, nhưng không có một quả bom mìn nào cả. Và đó là double kill dành cho Zero trước khi phải nằm xuống bởi Boomit. Round thắng thứ 7 dành cho bên phía Na'Vi. 7-6 dành cho Na'Vi. Perfecto đã kịp thời tỏa sáng trong tiếng vừa rồi. Một tiếng 2v3 và Na'Vi đã làm được. Electronic cũng đóng góp được một công khá là lớn. Đúng vậy. Ta thấy những tiếng di chuyển thật sự là khôn khéo dành cho vị trí của Electronic. Phải nói rất mạo hiểm nữa khi mà Electronic quyết định bỏ chay ra khu vực đầu A-Long. Simple thì không rõ tại sao Simple lại nằm xuống trong yếu vừa rồi. Nếu như Simple mà không nằm xuống thì các thành viên bên phía Na'Vi đã dễ thở hơn rất là nhiều khi mà vị trí của Electronic là không lộ. Đúng vậy, nhưng mà Electronic đã có một mạng và thậm chí câu kéo được một lần thời gian đủ để hai player bên phía bom side B back về. Nhưng mà bây giờ bên phía Gambit họ vẫn quyết định là up cố luôn, chỉ có một mình Inter chơi khẩu Deagle rồi, còn lại vẫn sẽ là 4 khẩu AK dành cho bên phía Gambit mà nha. Còn bên Na'Vi, Perfecto đã chơi cho mình một khẩu Famas và Sipo vẫn muốn kéo off ra khu middle, hơi sai tham binh một chút và quyết định là lùi về rồi. Có lẽ cũng là một tiếng lùi về kịp thời dành cho vị trí của Sipo khi mà đối phương vừa có một quyết định boost. Và giờ thì Sipo, đối phương đã áp sát rất gần rồi. Vậy thì sẽ bắt đầu setup smoke đến từ các thành viên của bên phía Gambit. Một quả smoke duy nhất mà thôi, sẽ là phụ thuộc vào những quả phát để tràn vào. Beat
một góc đứng cương skill và ngay lập tức là anh phải trả giá. Simple còn lại một mình mà thôi. Đây sẽ là một tiếng cực kỳ tù dưới những vị trí của Simple. Không hạ cũng đi được bất kỳ một ai. Bộ đôi bom xe à chết chay. Và nó cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn cơ hội dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi. Xếp súng là điều chắc chắn. Đúng vậy, quay đầu thì xếp súng luôn. Ra thi đấu sau, ra thi đấu cuối cùng thì Boomix vẫn có thể drop được một khẩu M4. Còn Simple thì chắc là bài cổ một khẩu scout mà thôi. Hai à chết chay, cơ hội nào dành cho bên phía Na'Vi đây. Gambit đang có tình huống tanh tốt và Siro đã nhặt lại được khẩu ốp này trong tay của Simple rồi. Một map thi đấu vẫn đang rất căng kèo nha, khi mà hai đội vẫn đang bắn cực kỳ chắc và Na'Vi có vẻ như họ muốn retake. Na'Vi cùng Inter mỗi người có mình một mạng. Perfecto 1v5 làm gì đây? Một cái đầu dành cho Perfecto rồi và sẽ không có bạn thứ hai đâu sau khi Perfecto sủi luôn. Vấn đề là các thành viên của bên phía team Gambit cũng đã cướp được rất nhiều súng của bên phía Na'Vi. Đây đã là round thi đấu cuối cùng của lượt first half. Và hãy nhìn vào cái lượng tiền của Na'Vi đi, nếu như vừa rồi họ xếp được 3 khẩu súng thì may ra còn có cơ hội. Đúng vậy. Nhìn như thế này thì có vẻ như là hơi khổ. Quyết định cường skill thật sự là không hợp lý đến từ vị trí của Beat. Và cũng phải kể đến là một quả flash duy nhất thôi đã khiến cho Simple không thể cover được Beat trong tiếng vừa rồi. Và điều đó đã khiến cho khu vực bom xe A thủng một cách cực kỳ nhanh chóng. 7 đều. Liệu Na'Vi có thể làm được trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc với cái lượng súng như thế này không? Để xem nào, Simple đã có cho mình một khẩu UP45 cùng với một cái kit. Em thấy rằng như trong những cái round thi đấu Frostbite này thì việc Simple lên cái kit thứ hai cho team cũng là không cần thiết khi Perfecto đã có rồi. Và để xem Gambit liệu họ có chiến thắng thứ 8 hay không đây. Họ vẫn đã quyết định đánh chậm, chắc chắn họ đọc được tiền của bên phía Na'Vi sẽ muốn đẩy về những tình huống bắn xa mà thôi. Đội hình của bên phía Na'Vi quyết định sử dụng những khẩu súng như UMP đẩy về những tình huống đấu skill tầm gần. Họ sẽ ép ở khu vực Connect. Vấn đề là B-Shot hiện tại đang không có thông tin gì dành cho các thành viên của Na'Vi và định làm gì đây. Hobbit đang có một góc kê đẹp rồi và với Hobbit rất dễ dàng một mồm. Người thứ hai đâu rồi? Double kill dành cho vị trí của Hobbit. Quá bình tĩnh nên các thành viên bên phía Gambit họ biết rằng Na'Vi sẽ đẩy với cái lượng tiền ít ỏi như vậy và giờ Hobbit sẽ có cho mình mạng thứ ba hay không? Mà đối đầu với Boomix ở phía bên ngoài không bị shot. Phát hiện ra rồi, con người ở B-Long và chắc chắn Boomix cũng sẽ nằm. Chiến thắng thứ 8 đang đến quá gần với các thành viên của bên phía team Na'Vi nhưng đằng nào cũng sức B, không sao. Thế là Perfecto đã vụt đi một cái free frag của mình rồi. Round lòng thứ 8 đến cho Gambit kết thúc lượt first half này với tỷ số 8-7 mà thôi. Perfecto nó thi đấu cuối rồi, làm sao clutch 1v5 đầy. Không đó 1v4 chứ khi anh bắt được Na'Vi nữa, nhưng vẫn còn đến 4 người khỏe máu nữa của bên phía Gambit để cho Perfecto phải lo cờ. Hơi khó rồi. Thêm quả smoke như ui. Không có một chút nhân từ gì cả, một quả smoke và sau đó còn bắn xuyên smoke luôn. Và đó là 8-7 dành cho các thành viên của bên phía team Gambit để kết thúc lượt thi đấu first half. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với lượt đấu second half trong một vài phút nữa.
but we don't wanna let go. We answer questions that we ask alone. I hear the words, but they're coming out an echo. So, would you give up the fight if you had no time to even surrender? Would you give up your rights and let your love slide away? Your nirvana. I feel a way I never felt before. I finally found what I'm looking for. So, would you give up the fight if you had no time to even surrender? Would you give up your rights and let your life slide away? Tám bảy đang là tỷ số hiện tại trong lượt trận giữa các thành viên của bên phía Navi và Gambit khi mà chúng ta đã bước vào match thi đấu thứ ba rồi. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây đó chính là 8 round dành cho Gambit lại là ở bên phía thứ sai cơ. Sang City, mọi chuyện đã diễn ra như nào khi mà chúng ta cũng nhớ lại được cái kết cục của Navi ở bên phía T-side. Thật sự thì Navi bắn T-side mất Opat không phải là quá tốt, nhưng cơ hội là vẫn có. Đúng vậy, mà không chỉ là Overpass mà thậm chí là ở match thi đấu Mirage vừa rồi, khi mà sang bên phía T-side, Navi chỉ lên được 2 round đấu. Và để xem nào, trong cái Rapistone này thì Nafani là người lên kit cùng với có cả 2 quả flash. Còn bên Navi, Boomit cũng như là Electronic là người lên bom. Beat vẫn được drop cho GP 250. Trong ngày thi đấu hôm kia thì Beat đã có một tình huống ace với khẩu P250 trong Rapistone này. Và để xem liệu Beat có tái diễn được cái ra thi đấu đó trước các thành viên bên phía Gambit hay không. Một khẩu P250 tin tưởng giao cho vị trí của Beat. Và không phải là Simple, thậm chí rằng là một khẩu P250 khác thì lại vào tay của Perfecto cơ. Khá là lạ nhỉ. Nhìn khá là lạ đấy. Có vẻ như hôm nay Simple chưa lấy được lòng tin của đồng đội khi xong 15 round. Anh mới chỉ có 5 frag và bây giờ bắt đầu bò đến từ Beat rồi. Nhìn thấy một người và chưa có ai phải nằm xuống. Và thậm chí Beat mới là người đầu tiên phải nằm xuống. Exile là người đầu tiên có mạng. Wow, một phiếu bắn có thể nói rằng nhanh như chớp. Bên phía của Navi mất đi một khẩu P250 rồi. Ai sẽ là người nhặt lại đây? Nhưng bắt đầu set up smoke và tiếp tục là cái tên Hobbit. Không có một vết xước nào với những khẩu USP của bên phía team Gambit cả. Nào, bây giờ thì khu vực Elong đã clear. Quá nhiều phạm vi di chuyển cho Gambit và chắc chắn là không có cơ hội dành cho người đội trưởng của bên phía Navi đâu. Hơi tốn đạn nhưng mà Boomit cũng phải nằm xuống. 9-7 rồi sẽ hơi khó cho Navi. Khi họ không đạt được bom thì quyết định Frostbite sẽ hơi nguy hiểm. Nên là eco luôn đến từ Navi gg.bet mà thôi. Thật ra thì có lẽ là nên eco dành cho các thành viên của bên phía team Navi. Thường thì nếu như đặt được bom thì mới trao 1-2 khẩu AK vào tay của Simple hay là Electronic. Nhưng như thế này thì có lẽ là nên eco sẽ là một quyết định hợp lý hơn. Top 1 HLTV đối đầu với top 5 HLTV. Nhưng vậy thì top 5 hiện tại đang là người giành chiến thắng thôi. Năm lớn hơn 1 mà anh. Cũng đúng. Quyết định eco luôn đến từ bên phía Navi. Chỉ có một khẩu Deagle trên tay của Simple mà thôi. Để xem Simple sẽ bắn được mấy cái mặt đầy. Bên phía Gambit Esports họ đang có những khẩu súng hot eco cực kỳ tin đến từ vị trí của Inter, Nafani cũng như là Exile. Và Siro sẽ chơi cho mình khẩu Scout. Tất cả đều có giáp 2 này thì sẽ rất khó cho những khẩu Glock trên tay của các thành viên bên phía Navi. Bắn được 2 viên liên tục vào mồm, tầm gần nha. Nhưng có khẩu Deagle trên tay của Simple thì chúng ta vẫn chưa thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Kể cả là Simple đang có cho mình một phong độ thấp. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể khinh thường được anh chàng này. Và giờ thì Simple, viên vào người mà thôi. Và ngay lập tức Siro kết thúc được vị trí của Simple. Khu vực A-shot hiện tại không còn người nào bên phía Navi nữa rồi, vào trong đường nó sẽ là rất tù. Vâng, Boomish bị bắn yếu nhưng bây giờ thì sẽ là một bữa tiệc eco. Exile đổi được 3 và có lẽ nó cũng là đủ rồi khi mà người còn lại chỉ là một Perfecto rất yếu ớt mà thôi. Đúng vậy, Exile đã đổi cho mình đó đến là 3.8 rồi, bắn yếu được cả vị trí của Electronic nữa, không chính xác hơn đó là Perfecto. Thì nó rồi chấm hết dành cho bên phía Navi và đây sẽ là round thi đấu full buy đầu tiên của Navi bên phía T-side rồi, để xem liệu họ có thể làm gì được hay không đây.
Full buy đến từ các thành viên của bên phía team Navi. Một khẩu Gali, hai khẩu Gali dành cho Electronic cũng như là cả cái tên Beat. Trong khi đó thì Simple sẽ up AK không bom luôn. Rất là cục đến từ vị trí của Simple. Để xem nào, Navi sẽ sử dụng chiến thuật gì đây. Lượng bom thật sự không phải là quá nhiều dành cho các thành viên của bên phía team Navi. Và có vẻ như đây sẽ là một tình huống bỏ 3 người ở khu vực A long. Perfecto sẽ là người giữ connect, cùng với đó là vị trí của Electronic gài lại ở B long. Có vẻ như là các thành viên của bên phía team Navi vẫn đang muốn vòng về khu vực bom site B. Đây sẽ là những round thi đấu chiến pháp cơ bản dành cho các thành viên của bên phía Navi mà thôi. Clear A shot trước và để cho Electronic là người đi biter, và sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đến vị trí của Boomich. Đúng vậy, nhưng bên phía Gambit họ đã bắt bài đến 4B thời điểm đầu và đang bắt bách dần lên đến 3A ở round thi đấu này rồi. Và để xem quyết định cuối cùng của Navi sẽ như nào đây, khi các đội tuyển CIS nổi tiếng đánh chậm này thì vẫn chưa biết được điều gì đâu. Lượng bom mìn đến từ Navi vẫn còn đầy đủ. Khả năng cao là các thành viên của bên phía Navi vẫn sẽ vòng với bom site B. Họ đang kéo giãn đội hình của bên phía Gambit, nhưng hãy nhìn vào cái cách mà Gambit đáp trả đi. Đã đẩy cho vị trí của Nafani lên A long rồi. Và bây giờ thì hoàn toàn vị trí của Shiro có thể back về khu vực bom xe B để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình, và thậm chí rằng kéo cả Asil cũng được nữa. Vấn đề là Shiro lại chỉ có một khẩu đi gồ trong round thi đấu này nha. Đây là điều mà tôi đang cảm thấy khó hiểu này. Round thi đấu trước thì Shiro đã để rơi cho mình khẩu scout. Và để xem nào, bắt đầu tanh vào B-shot luôn đến từ gameplay ở bên phía Navi rồi. Đấu súng xảy ra, Hobbit là người đầu tiên có mạng. Và Beat bắt đi được Nafani. Hơi khó rồi, và Hobbit chỉ kịp đổi một trước khi phải nằm xuống bởi Perfecto. Bóng xe B vẫn còn Zero, nhưng trên tay anh chỉ là khẩu Deagle thôi. Bắn trượt một viên rồi, nhưng có Inter back ở đây. Double kill dành cho Inter và hơi khó dành cho Beat rồi. 1v3, trên tay có khẩu AK và quả bom lại đang rơi trong bóng xe B mà cơ. 11-7 rồi. Thời gian là không đủ. Quyết định đánh chậm đã khiến cho các thành viên của Navi gặp khó. Thật sự thì cái tình huống đẩy ngược người đến từ các thành viên bên phía Gambit đã giúp cho họ gần như là biết được hoàn toàn cái đường đi nước bước của Navi trong tiếng vừa rồi. Rất chủ động. Chắc chắn là Gambit đã nghiên cứu rất kỹ Navi trước khi bước vào trận thi đấu này. Mặc dù cái tình huống đẩy ngược người đấy của Nafani thì Nafani cũng không bắt được vị trí của Beat, người biter. Nhưng vấn đề nó giúp cho Gambit biết được một điều, đó chính là đấy chỉ là một tiếng fake ở khu vực A-Long mà thôi. Vậy và trong round thi đấu này sẽ không có quá nhiều cơ hội cho Navi. Nếu như muốn chiến thắng thì đó cần phải sự tỏa sáng của Beat. Nhưng mà vừa nói xong thì Beat đã phải nằm xuống. Mạng dành cho Axlai. Để xem với lợi thế hơn người này thì Gambit có chuyển hóa được thành một ra thắng hay không đây. Khó dành cho các thành viên của Navi. Victor có được khẩu AK nhưng cũng để làm gì đây. Gambit đang outplay hoàn toàn Navi cả về mặt chiến thuật cũng như là cả về skill cá nhân nữa. AK sẽ được giao lại vào tay vị trí của Simple, người duy nhất có giáp hải trong round thi đấu này dành cho các thành viên của bên phía Navi. Nhưng Simple thật sự đang không có cho mình được một phong độ tốt. 5-15. Không biết rằng bao nhiêu round thi đấu Simple đã chết chay rồi. Và đặc biệt hơn đó chính là Navi cũng không có bom, không có flash. Đến một quả flash cũng không có thì hy vọng gì để có thể đục thủng được khu vực bom xe B đây. Đây chắc chắn là tactic Simple go kill của bên phía Navi, và để xem Simple có giết được ai không đây. Góc kê là đẹp hơn đến từ Inter nha, và thậm chí flash trắng Inter cũng trắng hơi đáng tiếc một chút. Và bây giờ thì Electronic chỉ đổi được mạng, Hobby làm đổi, Hobby làm ba frag dành cho player người Kazakhstan này, không chính xác hơn đó là Quadrakin dành cho Hobbit. 22 mạng đến từ vị trí của Hobbit rồi, thật sự là quá kinh khủng. Còn flash support nhau đến các thành viên của đội Gambit, nó là không có một vết xước nào cả. Không có đấy anh, lúc đầu Inter hơi trắng. Chứ nếu như mà tình huống vừa rồi, tình huống đầu tiên đó mà Inter không trắng đi thì lắc ra thì đó đã clean hơn rất nhiều cho bên phía ở Gambit rồi. Ok, cũng đúng. 12-7. Khó. Quyết định là timeout. Simple 5-4-16. Nhưng về chỉ số ADR thì Simple vẫn còn nhỉnh hơn Boomich cơ. Boomich ở map thi đấu Midred còn rất bay khi trong vòng 7 round thi đấu đầu tiên. À không, chính xác hơn là 6 round, Boomich không chết. Có trong mình đến 12 frag. Và có vẻ như là trận đấu này cả Boomich cũng như là Simple gặp vấn đề gì đó rồi. Có thể là vấn đề về tâm lý. Và cũng ở bên phía bên kia nha, bên Gambit, Hobbit đang bắn rất vào tay. Sau chính xác đó là 19 round thi đấu, Hobbit đã có đến 22 frag rồi. Oxide cũng có đến 20.
hơi khó cho Na'Vi. Ra thi đấu này họ quyết định sẽ up luôn. Info có cho mình khẩu ọp. Perfecto đang chờ khẩu mark 10 và đắp quyết đầu phi luôn đến từ Perfecto rồi. Mạng đầu tiên dành cho Perfecto. Để xem nào, liệu có vào một tay B luôn hay không đây. Beat bắt được họ biết khu vực connector nữa. Nhưng vẫn còn một người, đó là vị trí offside. Và Electronic cũng headshot luôn Inter. Bóng tay B hiện tại đang hoàn toàn rộng mở dành cho bên phía Na'Vi. Nhưng Zero với khẩu ọp ngắm từ heaven xuống thì có làm được gì hay không đây? Vâng, đánh chậm để làm gì? Na'Vi đã quyết định thả lỏng đội hình của mình hơn. Và bây giờ thì Exile sẽ làm gì đây? Cũng khó. Giờ thì Exile gần như đang đứng ở một vị trí chết rồi. Mặc dù Na'Vi chưa phát hiện ra nhưng cùng lắm thì Exile cũng chỉ đổi được 2 thôi. Và thôi đã lộ tiếng, gần như sẽ là hết dành cho vị trí của Exile. Nào, cố gắng làm điều gì đây? Umis bị bắn yếu. Nhưng đổi ca thay ca. Vâng, nhưng Exile vẫn kết thúc đi được bạn của Beat. Trong bom side B hiện tại nữa không còn ai nữa. Shiro có lẽ sẽ quyết định đi xếp lại khẩu AWP của mình mà thôi. Ra thắng đầu tiên dành cho các thành viên của bên phía Na'Vi kể từ khi họ được chuyển sang bên phía T-side. Vâng, ra thi đấu đầu tiên rồi. Liệu có tín hiệu nào khởi sắc hơn cho bên phía ở Na'Vi hay không đây? Ra thi đấu sau thì Gambit họ vẫn có thể bài được với lượng tiền trên người của Exile cũng như họ Beat nha. Shiro sẽ cố gắng xếp lại khẩu ốp của mình mà thôi. Chúng ta thấy rằng là một khi mà Na'Vi họ thay đổi cái lối chơi của mình thì nó cũng sẽ khiến cho Gambit gặp khó. Chắc chắn là Na'Vi, chính xác là Gambit cũng sẽ quen với một Na'Vi đánh chậm thường xuyên nhiều hơn là một Na'Vi phi láo như tình huống vừa rồi. Đấy là một tình huống mà họ đã cố gắng đẩy khẩu mark 10 vào trong để pick người trước, không phải là một tình huống rush B. Tanh cơ đầu của mình ngục được Hobbit, thậm chí Electronic với khẩu SG này táp tạo vào mồm Inter. Ra thắng đầu tiên ở bên phía T-side đã đến với Na'Vi rồi. Và để xem liệu Gambit họ có mắc sai lầm như vừa rồi nữa hay không đây. 8-12 dành cho bên phía Na'Vi. Đây rồi, chúng ta sẽ được quay trở lại với cả round thi đấu thứ 21. Ốp trên tay của cả Simple và cả vị trí của Shiro nữa. Giờ thì các thành viên của bên phía team Na'Vi sẽ sử dụng chiến thuật gì đây? Có vẻ như lần này Na'Vi sẽ lại quay trở về một cái chiến thuật default đánh chậm rồi. Để cho một mình vị trí của Beat là người di chuyển lên trên sân chơi. Còn lại các player của bên phía Na'Vi đều đang giữ ở trong khu vực belong cũng như là cả khu vực cống mà thôi. Quyết định của Na'Vi sẽ là gì? Chiếm B shot và sau đó quay về đánh tổng lực vào trong khu vực bom site B. Beat sẽ là player bắn lurk. Và Gambit thì họ vẫn đang sử dụng một cái đội hình gần như là cơ bản. Vâng, nó bắn 3 bom xoài B đến từ Gambit. Và bắt đầu Electronic muốn bò vào rồi. Đây giờ thì xảy hơi lôi đến từ Electronic. Ngay lập tức phải trả giá. Hobby là người được có được cái đầu Electronic. Và bây giờ Boomit chưa đổi được mạng cho người đồng đội của mình. Lợi thế hơn người đã khó dành cho Gambit rồi. Hơi khó cho Na'Vi trong round thi đấu này khi họ chỉ còn 4 người mà thôi. Bắt đầu chuyển hướng dành cho các thành viên của Na'Vi. Một pha định gây bất ngờ. Tuy nhiên thì đó là một pha sấy lỗi đến từ vị trí của Electronic. Player đang có phong độ tốt nhất dành cho Na'Vi ở điểm hiện tại. Khá là bất ngờ. Và giờ thì các thành viên của bên phía Na'Vi lên A thì sẽ đụng phải khẩu ốp của Shiro và Beat. Mơ tưởng điều gì đây? Không flash, không smoke, làm sao mà có thể vô hiệu hóa được khẩu ốp của Shiro. Simple cũng đổi được mạng của Shiro rồi. Hơi mất kiên nhẫn một chút đến vị trí của Shiro trong tiếng vừa rồi. 20 giây. Liệu nó có là đủ dành cho các thành viên của bên phía Na'Vi hay không? Vâng, Exile bỏ được vào trong bom side rồi. Flash rất trắng và thậm chí đó 5 quả flash liên tục. Exile không có double kill. Simple hạ ngục được Exile rồi và có thể đặt được quả C4 này nhà. Perfecto cũng bắt được Inter nữa, đưa về tình huống 2v2 nhưng mà Perfecto đã phải nằm xuống rồi. Simple, đây là lúc mà Na'Vi cần anh. Clutch 1v2 hoàn toàn có thể làm được đến từ vị trí của Simple nhà. Để xem nào, Simple đứng ở A long với khẩu ọp The Prince của mình. Bắt đầu gỡ luôn đến từ vị trí của Gambit. Có vẻ Simple chưa đoán ra được điều gì đó. Pro never fake và đó là round thắng thứ 13 dành cho bên phía ở Gambit. Một quả smoke cũng đã tự khiến cho vị trí của Simple gặp khó. Nhưng thật sự đấy là một tình huống mà Simple không có nhiều lựa chọn. 13-8. Đội hình của bên phía team Na'Vi tiếp tục để thua một key round rồi. Các thành viên của bên phía team Na'Vi cần phải thức tỉnh ngay lúc này. Sự Na'Vi nên sử dụng một cái lối chơi nó đa dạng hơn một chút. Rằng là cái việc đánh chậm như thế này đang khiến cho các thành viên bên phía Na'Vi tự lâm vào khó khăn. Vậy mà rất thất vọng đến từ Simple. Có vẻ như đây không phải là một ngày thi đấu tốt của anh chàng người Ukraine này. Liên tục là những tình huống xử lý lỗi
và để xem liệu Na'Vi không có Simple thì có thể làm được gì hay không đây. Nãy giờ thì em thấy rằng Perfecto cũng như là Electronic vẫn đang bắn rất tốt bên phía Na'Vi nha, nhưng có thế có vẻ là chưa đủ khi Simple, Boomich cũng như là Beat cũng chưa chơi game quá nhiều. Cần phải thức tỉnh đến các thành viên của bên phía Na'Vi sớm. Khoảng cách hiện tại là còn 5 round. Nhưng điều quan trọng hơn đấy chính là các thành viên của bên phía Team Gambit nó đang có được một độ hưng phấn nhất định. Na'Vi cần phải chặn cái chuỗi thắng này đến từ đội hình Team Gambit. Vâng, cho dù có chuỗi thắng nhưng thực ra thì lượng tiền của Gambit cũng không phải là nhiều. Đây sẽ là một Kira cho bên phía Gambit. Thậm chí lượng tiền của Na'Vi còn nhiều hơn cơ. Perfecto bắn được vào đầu Hobby sau tình huống nhảy trách vừa rồi. Lợi thế hơn người đã dành cho bên phía Na'Vi và họ cần tận dụng tốt cái lợi thế này khi họ đang thua đến 5 round thi đấu bên phía T-Side. Sẽ hơi khó cho Simple và những người bạn rồi. Đây là cơ hội lớn để cho các thành viên của bên phía Na'Vi có thể crack được cái lượng tiền của đội hình bên phía Gambit. Họ cần phải giành chiến thắng trong round thi đấu này. Và họ cũng đã có cho mình được mạng của Hobbit rồi. Player đang bắn gần như là tốt nhất trong đội hình của bên phía Gambit. Nhưng Na'Vi có lẽ nên đơn giản hóa lối chơi lại của mình một chút. Vẫn chia người ra, kiểm soát map, chiếm được khu vực thư viện rồi, những Electronic định làm gì đây? Tạo áp lực lên trên Belong để câu người của bên phía Team Gambit về khu vực bom site B. Axai đang chỉ đơn lẻ ở khu vực bom site A mà thôi, có flash búp lên hay không? Có vẻ như sẽ là không có flash, nhưng Simple vẫn bắt được vị trí của Axai. 3v5 rồi. Lợi thế đang là quá lớn, nhưng Gambit đang có một quyết định đánh low không? Như vậy chỉ back hai người lên trên khu vực bom site A thôi, nhưng quyết định đẩy lên vị trí của Na'Vi là một quyết định cực kỳ bất ngờ. Thậm chí rằng có Inter trong bom site A nữa. Na'Vi gần như sẽ không đoán ra được điều này đâu. Biết được có một người ở khu vực A-Shot rồi. Nhưng đây là có đến tận 2 cơ với Inter bắt được vị trí của Electronic. Vâng, đằng sau A-Long có người double kill cho vị trí Inter Z. Người thứ 3 cũng đã bách lên trên khu vực bom site B. Và trời ơi, 5vs3 và 3 player bên phía Gambit bất bại thành công lên hết bom site A. Inter có quát ra kill trong round thi đấu vừa rồi, shut down hoàn toàn bên phía Na'Vi. Không thể tin được Na'Vi đã để thua trong round thi đấu vừa rồi. Quyết định đẩy cương skill và Inter đã tỏa sáng kịp thời. Trong đó thật sự các thành viên bên phía Na'Vi họ cũng đã hơi vội. Nếu họ cần bình tĩnh hơn thì họ lại không. Đây, Na'Vi hoàn toàn có thể di chuyển ra phía bên ngoài khu vực A-Shot. Đúng vậy. Tất cả sai lầm thì đều phải trả giá. Vâng, và ngay lập tức bây giờ bên phía Gambit chỉ cách Matchpoint một round thi đấu nữa thôi. Mà dù sao thì đó cũng là một pha bắt bài tốt đến từ bên phía Na'Vi. À không, xin lỗi các bạn, đó là Gambit. Na'Vi không thể đoán được rằng có đến 3 người ở bom site A cơ. Hơi khó rồi. Và để xem với cái lượng tiền ít ỏi này thì liệu Na'Vi họ có muốn fork buy luôn hay không đây. Có vẻ là muốn fork buy luôn rồi. Fork buy vẫn là một con round thi đấu mà có thể mua được. Chính xác thì vẫn gọi là full buy. Cùng chờ đợi xem các thành viên bên phía Na'Vi sẽ xử lý như thế nào đây. Đội hình của bên phía Team Gambit sai lần này sẽ là người giữ được tấn công. Na'Vi lần này quyết định chiếm B shot nhanh rồi. Bom site B của bên phía Gambit đang có đến tận 4 người nha và một tiếng sách nết. Tí nữa là cướp đi mạng của Inter. Cũng là một quả nết trả ngược lại, khiến cho Perfecto và Umish mất cho mình khoảng một nửa máu. Vẫn đang giữ đến tận 4 người của bom site B, trong đó thì Axai cũng đang khá thoải mái trên bom A mà thôi. Chưa có áp lực được tạo nên vị trí của Axai. Đúng vậy, vẫn là quả nết, những quả lửa ném vào bom site B đến từ Na'Vi mà thôi. Có vẻ như họ đang muốn câu kéo một lượng đồ của các thành viên bên phía Gambit. Nhưng mà quả C4 này vẫn chưa định hướng được là sẽ đi đâu đâu. Thậm chí là nó đang được mang lên bom site A nha. Bom site A, hai người đang bỏ lòng và Siro đang có một góc kê ọp hơi cường khu vực middle. Nếu như Perfecto đi từ connector ra thì rất có thể đẩy xem một mạng dành cho Siro. Để xem nào, liệu ai sẽ là người trì hơn đây đây. Và Perfecto quyết định là sủi rồi. Và Siro, bắn như one hack ạ. Đấy rồi, Siro có vẻ phản xạ không kịp và quyết định sẽ là sủi về rồi. Đang hầu đến 4 người khu vực middle, Siro rút Deagle ra. Và thôi, phải sủi thôi. Không nên quá cường. Hợp lý đến từ vị trí của Siro. Và một quả flash để check lại khu vực A-Long. Biết được có ít nhất là một người ở khu vực A-Long rồi. Hình như còn phát hiện ra đó là khẩu ốp của Simple. Nào, lượng flash của bên phía Na'Vi không còn là nhiều. Và điều này cũng sẽ khiến cho Na'Vi gặp khó khi di chuyển trong bom xe A nha. Simple nhá rất dẻo.
Một quả lửa trả vào nhưng Nafani bắt được Bichiro dẫm lửa nhưng vẫn có mạng của Simple. Và giờ thì Axai double kill và đó sẽ là dấu chấm hết dành cho các thành viên của bên phía Navi trong tình huống này. 5 giây đặt bom có là kịp hay không đây, nhưng Hobbit chỉ việc đẩy vào mà thôi. Và đó vẫn sẽ là mạng dành cho vị trí của Hobbit. 15-8 và có đến tận 7 cái match point dành cho đội hình của bên phía Gambit. Vâng, 7 match point phải cứu và có vẻ như Navi đang gặp khó trên map thi đấu Overpass này rồi. Lượng tiền của họ sẽ là đủ để có thể force buy luôn. Nhưng nếu như một cái orb cho Simple thì đó phải là một khẩu orb mà không có giáp. Để xem liệu Navi họ cứu được cái match point nào hay không đây. Khó. Cơ hội vẫn rất là khó dành cho các thành viên của bên phía team Navi. Nhưng thật sự nó không phải là quá nhiều, có đến tận 7 cái match point cần phải cứu. Và với một Gambit đang hừng hực khí thế như thế này thì làm sao mà có được 7 nào thắng thông đây. Nhưng mà anh có nhớ cái tình huống mà Shiroke connector vừa rồi không? Ừ. Wow, bắn. Em không biết timing đấy như nào nữa. Khi mà Perfecto chuẩn bị ra, Shiroke rất chỉ nhưng Perfecto vừa quay xuống dưới thì Shiro bỏ đi. Nhưng Perfecto lại định đi lên thì Shiro lại quay lại K. Một pha tham minh phải nói là khá là ảo đến từ player trẻ này. Và nói chung là tham minh ở trong CS thì nó là một điều mà chúng ta cũng sẽ thường gặp thôi mà. Nhiều lúc chúng ta kê tâm khoảng như cả bắn Mirage ấy, cầm ốp ở CT kê vào RAM tầm 1 phút 30 giây. Lúc vừa rút quả bom ra thì đối phương giả đã bắn mồm. Điều đấy gặp nhiều. Mình cầm súng kê không sao nhưng vừa rút bom ra thì cũng là gọi rút địch ra luôn đúng không anh? Một quyết định là sẽ là bài 5 khẩu rifle đến từ nào vì không có ốp cho Simple rồi. Beat đang chơi cho mình một khẩu gà lìu. Có vẻ như là bom side B của bên phía Gambit đang gặp nguy hiểm, bắt đầu đẩy ra luôn. Electronic có mạng của Bobby và Bumit đưa tình huống về, đó là 4v3 dành cho Navi. Hơi khó cho Gambit rồi, chỉ cần đó là 2 người, không chính xác hơn là 1 người. Một mình Shiro với khẩu ốp này có làm được gì hay không đây? Một round thi đấu bỗng nhiên tốc độ xảy đến rất là nhanh. Và hãy nhìn vào cái lượng tiền của bên phía Gambit đi. Quyết định save là hợp lý dành cho vị trí của Shiro mà thôi. Một pha bắn láo ở khu vực Belong. Từ nãy giờ thì Navi cũng đã sử dụng cái tactic này khá là nhiều rồi. Không biết bao nhiêu lần mà Navi đã bắn láo. Đúng vậy. Nhưng vừa rồi thì người bị bắt đầu tiên ở khu vực Monster là ai ấy nhỉ? Không nhớ rõ là ai nữa. Người đầu tiên nằm xuống hay tanh vào anh? Người đầu tiên nằm xuống ấy. Người đầu tiên nằm xuống. Đứng ở cuối cống Belong. Vị trí của Inter. Hơi bất ngờ. Không, Inter là người đổi mạng, em nhầm. Đó vị trí của Nafani hay sao ấy. Nhưng mà người đi đầu vẫn luôn là Electronic. Đã bao nhiêu round đi đầu rồi, Electronic là người bò trườn ở khu vực Belong. Và vừa rồi thì Shiro đã bắt được một cái mạng của mình. Xem player nào của Navi muốn thử sức nữa hay không đây. Lượng tiền của Navi không phải quá nhiều nha. Không nên đốt súng vào những cái round thi đấu như thế này. Một match point được cứu, còn 6 cái nữa thôi. Foxfire sẽ là quyết định hợp lý cho các thành viên bên phía đông Gambit. Một khẩu M4 sẽ được drop ra dành cho Shiro. Inter có thể Alpha Mat. Trong khi đó hai player còn lại thì 5-7 dành cho vị trí của Nafani và Deagle đến từ cái tay của Hobbit. Time out. Và đây là quyền time out cuối cùng của đội hình bên phía Navi rồi. Navi nên cần những time out để giảm nhịp trận đấu này xuống và giảm đi sự hưng phấn của các player bên phía Gambit nữa. Nãy giờ Gambit đang nắm rất vào tay. Vị trí như Exile hay Hobbit vẫn đang rất gánh kèo nha. Còn bên Navi nếu như Simple chịu chơi game hơn một tí nữa thì có vẻ như game này nó đã dễ hơn với cho Navi rồi. Gambit cũng chưa thể thoải mái được. Một khi mà các thành viên bên phía Navi lên được con số 10, lên được 2 con số, chắc chắn đấy sẽ là lúc mà các thành viên bên phía Gambit cần phải tập trung hơn. Với một round thi đấu như thế này thì khả năng cao là các thành viên bên phía Navi họ còn lên được 11 cơ. Cùng chờ đợi xem. Ốp vẫn được giữ trên tay của Shiro. Và lần này thì Shiro... Wow, giáp bút luôn cho nó cẩn thận. Và để xem Electronic liệu có đoán được tình huống giáp bút này hay không đây. Thậm chí là kéo thêm cả Inter ra đây để lấy thêm thông tin dành cho mình rồi. Và bây giờ thì Shiro first pick được Electronic thành công. Lợi thế hơn người đã có dành cho Gambit. Nhưng mà về súng ống thì chắc chắn Navi vẫn hơn rồi khi Gambit đã có hai người phải chơi với khẩu lục. Đó là Nafani cũng như là Hobbit. Có vẻ như Hobbit đang rất thèm thuồng khẩu AK này rồi. Sẽ nhặt lại được thôi. Và thậm chí là nếu anh ta cố gắng để thêm thì sẽ nhìn thấy quả C4 ở bên phía T-side của bên Navi nhà. Nhặt được khẩu AK này quá thơm luôn. Hobbit không nên đẩy nữa, đứng ở đây là đẹp rồi nhưng Simple.
Ui, rất tỉnh táo đến từ vị trí của Simple. Không thể tin được, Simple đã check góc cẩn thận đến như vậy trong cuộc vừa rồi. Thấy mất khẩu AK, chắc chắn là phải biết được rồi. Khả năng cao là như vậy. Hobbit chọn góc vừa rồi cũng hơi tù, đáng lẽ nên chọn góc chéo thì đẹp hơn. Đúng vậy. Nhưng bây giờ thì các thành viên của bên phía team Na'Vi họ đã cân bằng được tình huống 4v4. Và lợi thế không còn cho Gambit nữa, đặc biệt với việc bomb side B chỉ có 2 người mà thôi. Flash trả vào, nhưng Shiro lại bắn trượt. Một tiếng bắn trượt quá vô duyên rồi cho vị trí của Shiro. Rồi đi bên phía team Na'Vi, ui không ai check B-Long. Và đó double kill cho Inter. Tiếp tục Navani kết thúc đến Simple và chỉ còn lại một mình Perfecto mà thôi. Làm được 2 đến Perfecto rồi, làm 3. Và giờ thì người cuối cùng còn lại, Perfecto biết được vị trí của Inter ở đâu. Và đó là quả đạp kill dành cho vị trí của Perfecto. 1v4 và Perfecto đã clutch thành công, cứu lại cho Na'Vi một cái mad point nữa. Bạn cực kỳ tin đến từ quý ngài bản hảo này, đã lên đến 22 frag rồi đó. Simple ơi, làm gì đó đi. Nếu như Simple chơi game thì chắc chắn game này nó đã dễ hơn rất nhiều rồi. Và Gambit Esports rất dễ phải để cho Na'Vi lên con số 11 khi đây một round Gambit yếu tiền. Vâng, quá tự tin đến các thành viên của bên phía đường Gambit trong tình huống vừa rồi. Và họ đã mắc sai lầm. Perfecto đã ngay lập tức tận dụng được cơ hội. Để mà nói về những tình huống cọ skill tay to này, Na'Vi rõ ràng không sợ luôn. Cứ để cho Perfecto 1v1 như vậy đấy thì nó dễ hơn bao nhiêu. Và clutch kịp thời. Và liệu nó có khiến cho các thành viên của bên phía team Gambit chốc hay không đây? Vâng, có thể là Gambit Esports họ sẽ bị tâm lý nha. Ngay lập tức phải sử dụng cho mình cái quân tactical timer rồi. Ra thi đấu này Gambit Esports có vẻ họ muốn eco luôn. Hãy chơi cho mình 5 khẩu UFP không giáp. Em nghĩ rằng họ sẽ stack thôi và cố gắng bắt được càng nhiều súng của Na'Vi càng tốt. Nhưng với Na'Vi lượng kinh tế bây giờ, họ nghèo thật đấy nhưng mà họ không quan tâm. Họ cần những round thắng hơn là về lượng tiền mặt và súng ống. Là tiền bây giờ nó không còn quan trọng với các thành viên của bên phía Na'Vi nữa rồi. Thua một round thì coi như cũng là đi hết. Electronic tiếp tục là người bắn ở vị trí lurker khu vực monster. Trong khi đó là các thành viên của bên phía Gambit 5 khẩu SP. Đấy, bị shot hết rồi. Rồng rắn lên bầy. Và Electronic có thể gặp nguy hiểm khi mà Electronic đang bị hút vào vị trí của Hobbit. 4 khẩu UFP sau lưng cờ Electronic rồi. Ôi giời ơi. Và khẩu AK đầu tiên ở bên phía Na'Vi đã rơi rồi. Cay, cay, câu chuyện là cay. Trời đúng mẹo vẫn chuột luôn. Sao đổi lại vị trí của Electronic thì các thành viên của bên phía Na'Vi tăng lên hết lên trên của bom xe A một cách nhanh chóng mà thôi. Khẩu AK về không làm được gì. Chỉ là những khẩu UFP và người back được về trước. Hobbit cũng anh xài sẽ làm gì đây, một mạng này. Shiro đổi được một quả lửa, Hobbit sẽ đốt chết được Hobbit và ua. Hai player của bên phía team Hong Gambit nằm xuống với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Và Shiro khẩu AK nhặt lại được đây rồi. Nào Shiro chỉ đổi được một mà thôi trước khi phải nằm xuống dưới tay của Bin. Wow, nice try dành cho Shiro. Nhưng với việc đổi được một mạng đó thì cũng đồng nghĩa với việc cộng thêm 300 tiền cho Shiro. Anh chàng này sẽ thoải mái up off hơn. Và tình huống lúc đầu khá buồn cười dành cho Electronic khi anh bị chú ý hoàn toàn vào Hobbit. Đúng là bị dụ luôn mà. Khá là đen. Và bây giờ thì 11-15. Để xem nào, liệu Gambit Esports với những khẩu súng lớn này có thể kết thúc match thi đấu này luôn hay không đây. Shiro ra lên cho mình được off. Nhưng đây là một đội hình 5 người không có cái kit nào đến từ Gambit nha. Nếu như để đối phương đặt được bom thì gần như sẽ là quay đầu đi xếp súng luôn đến từ Gambit Esports. Chắc chắn là như vậy. Của bên phía team Gambit đây là phòng 2A bắn mỗi người ở một khu và như là không liên quan đến nhau. Nhưng ua, Na'Vi đục chết đi được vị trí của Perfecto. Khá là bất ngờ, đục qua cái bảng và connector. Và như vậy là các thành viên của bên phía Na'Vi gặp khó rồi. Perfecto chưa được chơi game và đây cũng đang là nhân tố gánh keo dành cho các thành viên của bên phía Na'Vi cùng với cả vị trí của Electronic. Gánh kèo 1 đã rơi, gánh kèo 2 thì ở đâu? Gánh kèo 2 vẫn đang ở khu vực B-Long. Nhưng lần này Electronic có vẻ như cẩn thận hơn. Anh phải nhìn cả khu vực B-Shot nữa. Không muốn để tình huống như ra thi đấu vừa rồi tái hiện. Và ba player bên phía Na'Vi thì đang muốn đánh vào bom site A cơ. Bom site A vẫn còn đó là hai người, vị trí của Shiro cùng với Akle. Còn một quả smoke đó và để xem hai player này sẽ đổi mấy đây. Shiro đã có một góc rất đẹp, bắn kẹp cùng với cả vị trí của Akle. Một setup khá là đẹp dành cho các thành viên của bên phía Gambit. Electronic lại còn bị bắt ở B-Long thì gần như là hết rồi. Na'Vi đã bách được lên trên khu vực bom xe A. Và nào, Na'Vi sẽ là một bất ngờ lớn khi mà các thành viên bên phía Na'Vi phát hiện ra được người A-Shot thì cũng là lúc Na'Vi đẩy lên.
chỉ còn lại một mình Simple mà thôi, đổi được một đến vị trí của Simple. Nhưng làm sao đoán được thứ hai, và đó là 16-11. Chiến thắng trong lượt thi đấu BO3 đã thuộc về các thành viên của BVB Gambit với tỷ số tổng, đó chính là 2-1. Dành cho các thành viên của bên phía team Gambit. Một chiến thắng có thể nói rằng khá là dễ dàng dành cho các thành viên của Gambit, đúng không? Cảm giác như vậy, ngoại trừ bát thiếu đầu tiên ra thì... Đúng rồi. Nói chung kể ở bát thiếu vừa rồi 16-11 thì cảm giác nó vẫn khá là dễ. Vâng, tại vì thực sự thì các player bên phía Na'Vi ở bên T-Side họ không gây được quá nhiều áp lực cho các player bên phía Gambit. Vâng, và có lẽ là bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng nhau nghỉ dưỡng ít phút trước khi đến với cả trận thi đấu tiếp theo trong ngày thi đấu này.